Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình Sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi rất là vui được tiếp chuyện với lại hai người để nói về một cái buổi gây quỹ cho hội bạn người cùi. Và cái người bên cạnh Hồng Vân ở giữa đó là cô Trang Trần, và một khuôn mặt rất là khả ái và trong cộng đồng thì ai cũng biết đến và luôn luôn là sát cánh với lại người cùi, đó là ca sĩ Trang Thanh Lan. Xin chào Trang Trần và chị Trang Thanh Lan. Dạ, trước nhất Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ quý khán giả Đài Việt Phê. Hình như là mặt mình có mỗi ngày trên Đài Việt Phê cho nên mình cũng cũng phải chào tái ngộ, tại vì hôm nay mới gặp lại. Thì chào Hồng Vân, chào em Trang Trần. Dạ, em xin hân hạnh chào tất cả các khán giả của Đài Việt Phê TV. Dạ vâng, xin giới thiệu vài nét về Trang Trần. Thì cô đến từ Portland, Oregon, và sở dĩ có buổi nói chuyện hôm nay là cô là một người đã là founder, tức là đã sáng lập ra cái hội non-profit organization, là một cái cơ quan mà vô vị lợi, tên là Second Chance, và cô sẵn sàng giúp tất cả những cái cơ quan hoặc là những cái hội nào mà làm việc thiện, và trong đó thì có hội bạn người cùi. Và cái cơ quan này, non-profit organization Second Chance, đã được thành lập 4 năm nay, và bây giờ thì cô muốn giúp cho hội bạn người cùi. Thì nhân đây vào cái ngày sắp tới là ngày 12 tháng 11 lúc 7 giờ tối tại Portland, Oregon, thì sẽ có một buổi gây quỹ. Thì bây giờ Hồng Vân xin mời Trang Trần có thể nói về cái buổi gây quỹ này, và đặc biệt trong cái buổi gây quỹ này thì có cái gì? Nghe nói là có vé số và những cái giải rất là lớn phải không ạ? Thì có thể cho biết được không nhỉ? Dạ, Trang xin nói về cái ngày đó là ngày 12 tháng 11 thứ Bảy, 7 giờ tối. Thì là cái bữa tri ân, tiệc tri ân để Trang có cơ hội tạ ơn trên, tạ ơn tất cả các bạn đã chung tay cùng Trang, tạ ơn tất cả sponsor, những business đã sponsor đó, giống như là chợ Hồng Phát, nhà hàng Thiên Hoàng. Thì tiệc sẽ ở tại nhà hàng Thiên Hoàng. Yeah. Và có Portland Beauty School, là bây giờ là Portland Academy. Mm-hmm. Allura Beauty School, và luật sư Mẫn, Law Office John G. Humphrey. Thì đó là những nhà tài trợ sẽ có mặt ở tại bữa tiệc luôn. Và Trang rất là hân hạnh được chị Soi và anh chị Soi sẽ có mặt ở đó và nhận cái quà đêm đó trực tiếp. Tức là tất cả những cái lợi nhuận là sẽ giao lại cho hội bạn người cùi. Dạ. Dạ vâng. Và cái công của như là Hồng Vân làm cái show này á, là có sự cố vấn của chị Soi và anh Công. Anh Công. Thì anh chị Soi với anh Công này là giống như là một cái trưởng nhóm của hội bạn người cùi. Hội bạn người cùi. Năm đầu tiên tới năm đúng nay rồi. Là 24, 25 năm. Năm nay là 24, 25 năm từ... Cho nên lúc mà Trang nói với Trang Thanh Lan á, thì nói, Trang ơi Trang, em hỏi ý kiến của chị Soi. Chị Soi là cố vấn cho mình á, chứ chị cũng chẳng biết gì đâu. Chị chỉ biết chị lên chị hát thôi. Vâng, cho nên là cũng cảm ơn chị Soi rất là nhiều. Chị Soi lúc nào cũng bên cạnh tụi em. Mà em cũng lúc nào cũng bên cạnh người cùi hết trơn. Đúng rồi, Trang Thanh Lan lúc nào cũng bên cạnh người cùi. Hồng Vân thì cũng có mặt từ những năm đầu 1999 hay là những năm... Dạ, năm 90 có, 92, 93 đã có. 92, 93 là, cũng là hai mươi mấy năm cái rồi năm đó. Năm đầu tiên là hình như 94, 95 hả chị Soi? Dạ vâng. Vâng, và nãy giờ quý vị thắc mắc là tại sao mà cái buổi gây quỹ mà có tiệc và có ca nhạc với những khuôn mặt rất là khả ái, mà trong đó chắc chắn là phải có chị Trang Thanh Lan. Có em. Có em Trang Thanh Lan. Thì bây giờ em Trang Thanh Lan có thể cho biết những nghệ sĩ cộng tác là ai. Dạ vâng. Còn có MC Trọng Thắng, rồi có các ca sĩ local như Đoàn Tâm, Randy Thạch, La Mây, Minh Phụng, Phương Thanh Thảo. Minh Phụng là em gái Trang Thanh Lan từ Seattle qua sẽ em ruột hát. Em nuôi mấy chục năm rồi. Yeah. Phụ với người ta đang nói ra hỏi làm tao mất sẽ phụ với Trọng Thắng làm MC và Minh Phụng sẽ hát cho quý vị nghe cái giọng ca rất là hay thưa quý vị.
Và cái phần xổ số đó, Trang ơi, Trang nên nói phần xổ số trước, cái này là quan trọng nhất đó. Dạ, yeah. Em cũng tập trung vô trong cái phần này, yeah. Bởi vì đây là em có 20.000 tờ vé số, mỗi tờ 5 đô à. Mà ai sở hữu 10 tờ đó là cái khi mà trúng á, yeah. Giải nhất á, là 5.000, giải kế là 3.000, xong 1.500, xong 1.000. Wow. Nhưng nếu ai sở hữu 10 tờ vé số sẽ được một phần chia trong cái Powerball của đêm đó. Nếu mình trúng mình có 200 games của Powerball. Vậy à? Thành ra là chúng ta nên mua ít nhất là 10 tờ. Dạ. Chứ mua một tờ thì đâu có cái chance được vào cái Powerball phải không ạ? 10 dạ. tờ thì là 50. Coi 10 tờ là 50. Ăn 2 tô phở, ăn 2 tô hủ tiếu rồi mình dạ. sẽ được 5.000. Mà giải là giải cash do những mạnh thường quân đã bảo trợ phải không? Dạ. Dạ, tức là quý vị ơi, Hồng Vân vừa mới nghe là chúng ta chỉ bỏ ra 5 đô la, tức là 50 đồng cho 10 vé. Mà có cái cơ may là chúng giải nhất là tới 5.000 đô, giải nhì là 3.000 đô, giải 3 là 1.500 và giải 4 là 1.000. Và như là cô Trang Trần vừa mới nói là nếu mà quý vị mua 10 vé thì được cái second chance là tham gia vào một phần vào cái danh sách của 200 dây số Powerball. À vậy hả? 200. Thì thí dụ như là mình có 10 người trúng, chúng giải thưởng nhất đi, mình có 10 người chia thì em sẽ cho 11, bởi vì một phần kia đưa qua cho bệnh nhân cùi. À vậy hả? Dạ. Oh. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là bây giờ em đọc cái số phone khi người ta dạ. muốn mua trước được không? Dạ. Mua vé số trước được không? Dạ được, mời dạ. Các khán giả số phone của Trang là 360-608-0199. 24 trên 24 sẽ nhận điện thoại của các quý khán giả wow. gọi. Nhớ trả lời đi nhé. Nếu không quý vị text thì cô sẽ trả lời lại ngay dạ. quý vị. Thì số điện thoại của cô Trang Trần một lần nữa đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị là 360 area code 608-0199. Dạ. Dạ. Và Trang Thanh Lan ngày hôm đó ngoài hát ra cũng nên mua vé nha, 10 vé nhiều khi chúng. Đương nhiên là phải mua được 10 vé rồi. Chia cho Hồng Vân nữa chứ. Ít nhất là 10 vé. Tại vì hội bạn người cùi ở bên này chị Soi thì năm nào thì Trang Thanh Lan cũng ủng hộ vé hết á, mà chưa bao giờ trúng. Hôm nọ Hồng Vân cũng mua mấy tập. Không, tại lúc mình nguyện ở trong lòng mà nếu mình có trúng mình cũng gửi lại. Mình cũng gửi lại nha. Ban tổ chức. Nếu mà trúng Mercedes thì phải giữ lại, còn nếu trúng Toyota thì mình không, tặng lại. Nếu Mercedes thì mình bán rồi mình lấy nửa tiền mình ủng hộ nửa tiền. Dạ, cho em xin phép nói là Second Chance là cái organization của Trang sáng lập ra 4 năm nay hả? Dạ. 4 năm nay ngày đêm nhìn tất cả các mảnh đời mà Trang khát khao từ nhỏ. Làm sao được khi mà tuổi 65 về hưu á, mình bước vào mình đi giúp những mảnh đời. Nhưng Trang may mắn được ơn trên cho Trang bước vào 15 năm trước khi 65 tuổi. Cho nên Trang quyết tâm Trang đi con đường này và giúp hết tất cả những hội hay những bệnh like clinic á, mà cần gây quỹ thì Trang chung tay được, Trang sẵn sàng tất cả trường học, chùa, nhà thờ, tóm lại là cho làm sao mà để Trang chung tay để giúp các mảnh đời thì Trang rất là hạnh phúc và hãnh diện được bước vào các hội để chung tay chị. Vậy là rất là quý ha. Một tinh thần này rất là quý mà chúng ta cũng nên ủng hộ tinh thần của em Trang để em tiếp tục cái sự nghiệp của em mà giống như làm từ thiện là cho tất cả những người khổ trên thế giới như là ở Việt Nam. Tại sao lại chọn cái tên Second Chance? Dạ, chị hỏi câu hỏi rất là hay, em cảm ơn chị. Bởi vì trong cuộc đời mình lúc nào cũng muốn cho cơ hội lần thứ hai. Nhưng mà em á, thì em cảm thấy mình cho lần thứ hai cho các mảnh đời. Bởi vì lúc nào mỗi giây thì có các em, có các cụ cầu mong sao được sức khỏe khỏe hơn hoặc là có được những đứa mồ côi thì được thương, được tình thương gia đình, hoặc là những đứa đói thì được no hơn, bệnh thì khỏe hơn. Đó là những cái thì em mong là em bước ra em chung tay được bao nhiêu thì em sẽ. Và những cái hội mà không những ở Portland, Oregon mà ở những tiểu bang khác mà cần sự giúp đỡ của Trang thì Trang cũng sẽ you lend a hand. Dạ, cũng sẽ giúp thế giới. Toàn em đi toàn thế giới. Em có các bạn ở bên Thụy Điển như anh Cường Bùi cũng là một phần với em 4 năm vừa qua. Anh cũng phụ em để tạo lên. Rồi các bạn ở những tiểu bang khác đó là ở tại Portland, Oregon với em thì có một số người nữa rất là có tấm lòng. Trang cũng nên đọc lại số phone của em và cái cách thức người ta mua vé số như thế nào. Dạ.
Dạ em xin phép là số phone là 360-608-0199. Nếu gieo hay là Venmo cho Trang, Trang cái tờ giấy số có hai phần. Yeah. Một phần Trang sẽ ghi số phone và tên của bạn đó. Yeah. Và một phần thì Trang chụp hình Trang gửi qua trên điện thoại thì các bạn cứ giữ lại. Yeah. Và cái đêm tiệc á, và tiệc thì sẽ đọc lên cái gọi ngay cái số điện thoại trên cái tờ mình nhắc lên. Rồi xong bạn trả lời, bạn nào đó trúng thì trả lời đi, rồi Trang và các bạn sẽ liên lạc và gửi tiền đến. Thành ra chúng ta cũng có thể mua trước ở tiểu bang khác, tại vì trên đó có số phone địa chỉ rồi. Dạ. Số phone và tên. Thành ra nếu mà trúng thì giữ lại và liên lạc cho người ta, phải không ạ? Dạ. Vậy cũng hay. Dạ. Không cần phải có mặt đó, trong tên là tất cả đều air lên, có nghĩa là được quay lên hết. Vậy bữa đó đó là chúng ta được ăn tiệc bao nhiêu món đó, phải không? Dạ, 8 món. 8 món nhà hàng Thiên Hoàng. ở nhà hàng à, Trang Thị Lan nghe nói cái nhà hàng Thiên Hoàng này ngon lắm á. Dạ, vậy hả? Có tôm hùm không? Dạ có, gồm cả tôm hùm. Có tôm, nhà hàng Thiên Hoàng có điểm sắm. Ngon nha quý vị. Trang có hứa là dẫn chị đi ăn điểm sắm đúng không? Đúng rồi, trước khi đưa chị gái phi trường. Vậy là bữa đó là ăn tiệc xong rồi được thưởng thức nhạc. Yeah. Với lại Trang Thanh Lan, với lại Trọng Thắng, rồi những ca sĩ loco đó. Yeah. Rồi xong rồi có cái gì hấp dẫn nữa không? Chắc thì chị xổ số, nhưng mà số có một phần, có xin thêm những cái phần quà để đấu giá không? Dạ không, tụi em cái đêm dạ tiệc đó là chỉ là cơ hội để... Nhưng mà như vậy cũng hay, tại vì sẽ có thời giờ để chúng ta thưởng thức nghe Trang Thanh Lan hát nhiều hơn. Để có thời giờ thì khán giả... Để khán giả... Chờ số. Đây là chủ trương không có cầm cái thùng tiền xuống đi xin tiền. Ồ, dạ. Dạ, tụi em chỉ là tạ ơn xong rồi tất cả những cái điều tụi em làm là trước hết. Dạ. Cái đêm trước hết là cái đêm đó chỉ là vui sổ số rồi. Vâng. Dạ. Vậy là mời quý vị nào mà đang xem chúng tôi nói chuyện thì có thể liên lạc với lại cô Trang Trần ngay lập tức. Số điện thoại là 360-608-0199 đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị, và quý vị liên lạc để mà có thể nhín ra một chút xíu như chị Trang Thanh Lan nói. 50 đô chỉ có 2 tô phở thôi, với 2 ly cà phê nữa thôi. Không có đâu, bây giờ phở lên 15 đồng, 15, 17 đồng một tô rồi. Thành ra bây giờ chỉ có 2 tô phở thôi chứ không có cà phê luôn. Vâng, mà quý vị có cơ hội là nếu mà quý vị mua 10 vé đó, nhiều khi mình mua 10 vé mình chia cho các bạn mình mỗi người 2-3 tấm cũng rồi, hết rồi. Cái vé của mình nặng, vé bạn mình nhẹ, rồi bạn mình trúng, bạn mình cũng chia mình cho chúng. Mình. Và quý vị còn có cái cơ may mà được chơi vào cái tham gia vào cái Powerball nữa. Dạ, một phần. Dạ. Và cho em cũng xin phép là tại đây nói luôn là cái chương trình này sẽ diễn ra hàng năm. Ok. Dạ, annually. Annually vào tháng này. Sẽ vào tháng 11. Cái tuần đầu tiên, thứ bảy đầu tiên. Thứ bảy đầu tiên trước Thanksgiving, trước lễ tạ ơn. Dạ, hai tuần. Dạ, vâng. Và hội bạn người cùi sẽ là hội. Nằm trong cái phần hàng năm. Dạ vâng. Làm tháng 11 cũng ý nghĩa ghê Trang. Rất là có ý nghĩa là lễ tạ ơn. Dạ vâng. Dạ. Và như cô Trang nói là luôn luôn là hội bạn người cùi là priority, là ưu tiên. Và luôn luôn là tháng 11 là Trang sẽ dành hết sức cho cái hội bạn người cùi. Cảm ơn cô Trang Trần của Second Chance rất nhiều. Và cảm ơn người nghệ sĩ khả ái, dễ thương, luôn luôn sát cánh với người cùi, đó là Trang Thanh Lan. Xin mời trước hết thì Trang Trần gửi một lời tạm biệt, và sau đó mời chị Trang Thanh Lan. Dạ, Trang xin tạm biệt tất cả các khán giả, và mong các khán giả ủng hộ vé số cho Trang để hoàn thành cái event này hơn ý nguyện. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã xem ba chị em ngồi nói chuyện tâm sự. Và Trang Thanh Lan hy vọng là quý vị ủng hộ thêm vé số cho Trang Trần, cũng như là hẹn gặp quý vị tại Oregon ngày 12 tới tháng 11. Bye bye.